Thì Nhung và Thịnh Hạnh thân ái kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam là bản tin cho hay sau USS Carl Vinson, Hoa Kỳ có thể đưa tàu ngầm tới Việt Nam. Một tàu ngầm của Hoa Kỳ có thể sẽ đến Việt Nam trong nay mai nếu đề nghị của Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ trở thành hiện thực. Người đứng đầu Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ nói rằng ông rất mong muốn được đưa một trong những tàu ngầm của Hoa Kỳ đến cập cảng Việt Nam và điều này là một trong những thứ mà ông sẽ muốn làm khi thảo luận với các quan chức Hải quân Việt Nam trong tuần này. Hải quân Hoa Kỳ có 4 tàu ngầm tấn công nhanh gồm USS Key West, USS Oklahoma City, USS Asheville và USS Topeka đã được đưa đến đảo Guam. Các tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân tân tiến hơn rất nhiều so với những tàu của Trung Quốc đã từng va chạm với Việt Nam và những nước khác trong khu vực trên vùng Biển Đông có tranh chấp. Các chuyên gia cho rằng khả năng sống sót và hỏa lực của các tàu ngầm này là yếu tố quan trọng để ngăn cản sự bành trướng trong khu vực. Hàng không mẫu hạm Trung Quốc có thể sẽ thăm Việt Nam. Thưa quý vị, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Hải quân Trung Quốc có thể sẽ tới Việt Nam sau khi tàu USS Carl Vinson về nước. Giữa lúc có tin nói rằng Bắc Kinh không vui khi hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cập cảng ở Đà Nẵng, tại vùng biển hướng ra Biển Đông. Tiến sĩ Phan Kim Nga, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói rằng, bà không ngạc nhiên nếu Liêu Ninh cập bến ở Việt Nam. Bởi vì theo bà, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn muốn cân bằng các lực lượng lớn trên thế giới, nhất là với Bắc Kinh và Washington. Được biết vào tháng 10 năm 2016, ít ngày sau khi hai tàu của Hoa Kỳ lần đầu trở lại Cam Ranh sau nhiều thập kỷ, hai chiến hạm hộ vệ hỏa tiễn cùng với tàu hộ tống của Hải quân Trung Cộng cũng đã tới cảng chiến lược của Việt Nam. Hiện tại Việt Nam có chính sách 3-0, đó là không để nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, không tham gia các liên minh quân sự và không dựa vào một bên để chống lại bên khác. Do đó, Việt Nam sẽ không nhập cuộc do Hoa Kỳ cầm đầu để ngăn chặn Trung Quốc hoặc trở thành liên minh của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Việt Nam ký hiệp định TPP-11 tại Chile. Hôm 8 tháng 3 tại thủ đô Santiago của Chile, Việt Nam ký hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, còn gọi là TPP-11, hy vọng đạt được nhiều thành công trong nỗ lực hội nhập thương mại quốc tế. Tiến sĩ kinh tế Võ Trí Thành nhận định rằng, việc ký kết hiệp định CPTPP cho thấy tiến hành hội nhập liên kết khu vực tự do thương mại đầu tư dù khó khăn nhưng vẫn phát triển. Báo Nikkei cho hay CPTPP đã tiến triển một cách ngạc nhiên nhờ những nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ của Nhật mà trước đó tưởng chừng như sắp sụp đổ sau khi Hoa Kỳ rút lui. Hiệp định TPP trước đó từng được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể kim ngạch xuất cảng quần áo, giày dép, các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, Mexico, Canada và các đối tác khác của TPP. Vì vậy, động thái rút Hoa Kỳ khỏi TPP của Tổng thống Trump đầu năm 2017 không phải là một tin tốt lành cho Việt Nam. Hãng hàng không của Nhật Bản đã gỡ quảng cáo có tên Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hãng hàng không All Nippon Airlines của Nhật Bản đã vừa gỡ bỏ một bảng quảng cáo cho chuyến bay từ San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ, đến Tokyo và đến Hồ Chí Minh City, sau khi vấp phải phản ứng từ cộng đồng người Việt, trong đó có nghị viên Diệp Thế Lân và nghị viên Tâm Nguyễn của thành phố San Jose. Trước đó, vào ngày 4 tháng 3, nghị viên thành phố Diệp Thế Lân của thành phố San Jose đã gửi một lá thư tới giám đốc kinh doanh Hiro Yamada của hãng hàng không ANA, đề nghị hãng này gỡ bản quảng cáo về chuyến bay từ San Jose về Hồ Chí Minh City. Cùng lúc đó, nghị viên Tâm Nguyễn cũng gọi điện thoại đến hãng hàng không dưới cưng của Nhật Bản để đưa ra yêu cầu tương tự. Giám đốc kinh doanh Hiro Yamada cho biết, ông không có ý làm cho người Việt Nam tại San Jose buồn phiền và bản đó sẽ được gỡ xuống. Được biết San Jose là thành phố có hơn 100.000 người Việt cư trú. Do đó, đây được xem là một thị trường béo bở cho các hãng hàng không kinh doanh các chuyến bay đến Việt Nam. Quan chức Nam Hàn ghé thăm Việt Nam, nữ ngoại trưởng của Nam Hàn vào ngày 9 tháng 3 đặt chân đến Việt Nam trong chuyến công du hai nước Á Châu, gồm cả Singapore kéo dài 4 ngày. Bà Kang Kyung-hwa dự kiến sẽ gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh. Các nhà quan sát cho rằng Bắc Hàn sẽ là vấn đề chính được đưa ra thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam lần này. Chuyến thăm của bà Kang đến Hà Nội diễn ra cùng thời điểm xuất hiện dồn dập các nỗ lực ngoại giao trên thế giới liên quan đến Bắc Hàn.
Cũng trong năm ngoái, người tiền nhiệm của bà Khang, ông Yoon Byung-se, đã đến thăm Việt Nam và thảo luận với người đồng nhiệm Phạm Bình Minh về cách thức cùng nhau khống chế Bình Nhưỡng, cũng như trao đổi về vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un ở Malaysia. Ấn Độ dùng Việt Nam để tiếp cận Tây Thái Bình Dương. Chuyến đi của Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang đến Ấn Độ vào hôm 2 tháng 3, chỉ vài tuần sau chuyến thăm của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Chính sách hướng đông của Ấn Độ đã được thay đổi thành chính sách hành động hướng đông sau khi ông Narendra Modi nhận chức Thủ tướng Ấn Độ vào năm 2014. Trả lời báo chí Ấn Độ, ông Quang nói rằng Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của Ấn Độ trong chính sách hành động hướng đông. Đồng thời, Việt Nam tích cực hợp tác với Ấn Độ, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và các nước ASEAN. Trong khi đó, Trung Quốc lại cho rằng động lực thúc đẩy mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam chính là đang tìm cách để kiềm tỏa Trung Quốc về thế chiến lược và an ninh. Hãng tin Reuters nhận định, Ấn Độ đang tìm cách kiểm soát sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á bằng cách kín đáo cải thiện mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Tôm Việt và Hoa Kỳ có thể phải chịu thuế cao hơn 21 lần. Tôm đông lạnh Việt Nam xuất cảng vào Hoa Kỳ có thể sẽ bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ đánh thuế chống bán phá giá 25,36%, trong khi Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam và SEP cho rằng có sự nhầm lẫn và mức thuế chính xác chỉ là 1,19%. Mức thuế mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra dựa vào kết quả sơ bộ vụ kiện chống bán phá giá tôm Việt Nam giai đoạn từ năm 2016 cho đến 2017 và được coi là mức thuế cao nhất từ trước đến nay của tôm Việt Nam. Công ty được chọn để điều tra là Fimex. Mức thuế áp dụng cho Fimex sau điều tra cũng được áp dụng với các công ty khác. Và SEP cho biết trong suốt 13 năm theo dõi các vụ kiện chống bán phá giá tôm tại Hoa Kỳ, chưa có doanh nghiệp nào bị đánh thuế cao như vậy. Và SEP đã yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét lại kết quả này và có sự thay đổi hợp lý, công bằng cho công ty Fimex cũng như các doanh nghiệp xuất cảng tôm của Việt Nam. Việt Nam thu hồi giấy phép đầu tư dự án lọc dầu trị giá 3.2 tỷ Mỹ Kim. Thưa quý vị, vào hôm 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết đã vừa có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô trị giá 3,2 tỷ Mỹ Kim do vi phạm thời gian đầu tư đã cam kết trong giấy phép. Dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô được cấp phép vào năm 2008 với vốn đầu tư từ công ty Technostar Management Limited của Anh và tập đoàn Telois của Nga, với các sản phẩm dự kiến là khí hóa lỏng, nhiên liệu cho máy bay, xăng và dầu diesel. Ông Trần Thiện Kim, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản Việt Nam cho biết, công ty Vũng Rô hài lòng với quyết định này vì nó cũng nằm trong kế hoạch rút lui của họ do điều kiện thị trường không thuận lợi. Theo Reuters, rất hiếm khi các dự án đầu tư có quy mô lớn ở Việt Nam bị thu hồi giấy phép, mà thông thường do các quy định và yêu cầu nghiêm ngặt từ phía cơ quan có thẩm quyền liên quan đến tốc độ xây dựng và môi trường. Mất liên lạc với nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang. Facebooker Nguyễn Anh Tuấn loan tin trên trang cá nhân rằng nhà báo độc lập blogger Phạm Đoan Trang bị mất liên lạc từ trưa ngày 8 tháng 3. Facebooker này cho biết vào trưa ngày 8 tháng 3, một thành viên của nhóm xã hội dân sự độc lập Green Trees giúp thuê nhà trọ cho cô Phạm Đoan Trang tại ngõ 22 phố Tôn Thất Tùng, Hà Nội, nhận được điện thoại của người chủ nhà yêu cầu đến để làm thủ tục tạm trú theo chỉ thị của Công an Cộng sản Việt Nam. Người này ngay lập tức liên hệ với cô Phạm Đoan Trang nhưng không được. Một nhóm thân hữu của cô cho biết khi đến phòng trọ nơi cô này đang thuê, nhận thấy có hai an ninh mặc thường phục đang canh gác bên ngoài. Cho đến chiều tối ngày 8 tháng 3, mọi nỗ lực tìm kiếm cô Phạm Đoan Trang đều thất bại, nên nhóm thân hữu của cô phải thông báo này để mọi người được biết. Mua quà lưu niệm USS Carl Vinson bán lại kiếm lời. Thưa quý vị, trong ngày 5 tháng 3, toàn bộ 1.000 chiếc hộp quẹt Zippo in hình USS Carl Vinson bán trên hàng không mẫu hạm đã được các phóng viên và giới chức quân sự Cộng sản Việt Nam lên thăm và mua sạch. Hầu hết trong số đó được ghi nhận là bán lại kiếm lời gần khu vực đón chiến hạm của Hoa Kỳ. Nhiều phóng viên dường như đã chuẩn bị sẵn tiền đô để mua thật nhiều Zippo và mũ, sau đó thấy bán lại để kiếm lời. Giá mua khoảng 12 đồng và bán lại với giá thấp nhất là 35 đồng. Hiện tại, nhiều Facebooker tại Việt Nam đang rao bán mũ và Zippo USS Carl Vinson.
Đoàn khách Việt Nam hào hứng với các món đồ lưu niệm trên tàu vì những món hàng lưu niệm này được các thủy thủ niêm yết giá rất rõ ràng. Theo ghi nhận, các thủy thủ trên tàu rất gần gũi, họ cẩn thận cho xem giá và trả tiền thừa cho khách rất thân thiện. Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Việt Nam ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào.